Thế nào là thu thúc lục căn, thưa sư, là đóng lại hết tất cả 6 căn hay như thế nào? Nếu không đóng lục căn mà vẫn gặp lục trần sinh ra lục nhập và lục xúc, thì ta phải giải quyết như thế nào nơi 6 xúc này, thưa sư? Có phải ta sẽ làm mọi cách để mình không bám chấp vào nó hay không? Thưa quý vị, cái mà gọi là thu thúc lục căn ấy, đương nhiên là không phải là chúng ta làm mù con mắt hoặc là làm cho điếc lỗ tai, mà sự thu thúc ở đây là gì? Tức là không nhìn những cái không cần thiết, không nghe những cái không cần thiết, không xúc chạm những cái không cần thiết, không ngửi, không nếm những cái không cần thiết, không suy tư những cái không cần thiết. Thì đó mới chính là ý nghĩa của cái việc thu thúc, chứ không phải là chúng ta chọc mù con mắt. Nhưng mà nói như vậy trong một cái bài kinh Đức Thế Tôn nói là thà đấy, thà là con mắt chúng ta bị mù còn hơn là chúng ta dùng con mắt để mà nhìn những cái pháp bất thiện, để mà nhìn với một cái nội tâm bất thiện. Thà là lỗ tai chúng ta bị điếc còn hơn là chúng ta nghe bằng một cái nội tâm bất thiện. Bởi vì sao? Bởi vì đó, cái việc chúng ta bị mù thì bản thân cái sự mù đó không đưa chúng ta đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhưng mà cái tâm bất thiện khi mà chúng ta nhìn ấy, chúng ta nhìn bằng một nội tâm bất thiện, thì chính cái nhìn đó nó sẽ đưa chúng ta đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đấy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải chọc mù con mắt. Nhưng mà đây gọi là chẳng đặng đừng thôi, tức là cái việc mà bị mù đó vẫn dù sao đi nữa vẫn tốt hơn là chúng ta phải dùng cái cặp mắt đó mà chúng ta dùng để chúng ta nhìn bằng một cái nội tâm bất thiện. Ừ. Ngoài ra trong một cái bài kinh Đức Phật còn dạy rằng ấy, đó là giống như là một cái con rùa, khi mà nó gặp nguy hiểm thì nó sẽ rút đầu nó lại, rút chân nó lại, rút đuôi nó lại vào trong cái mai, nhờ như vậy nó sẽ an toàn. Cũng vậy, một vị tỳ kheo khi mà gặp những cái trường hợp mà nó nguy hại đến cái con đường tu của vị ấy, thì vị ấy cần phải thu thúc 6 căn lại. Tức là gì? Mắt không có nhìn những cái gì mà nó khiến cho cái tâm bất thiện nó khởi lên. Ví dụ như khi đi khất thực thì vị tỳ kheo chỉ nhìn ở một cái tầm mắt là tầm 2 thắt tay hoặc là khoảng chừng 2 mét. Khi mà sư thực hành ấy, sư thấy rằng khi mà nhìn ở trước mắt 2 mét như vậy đó, đủ để vị ấy biết được xung quanh có cái gì, ngay cả cái chuyện đi qua đường thì vị ấy cũng biết được là ở hai bên nó có xe hay không, như vậy đủ rồi. Và khi vị ấy nhìn như vậy đó thì đủ để biết là có ai đến cúng dường mình hay không, và có cái chướng ngại vật gì ở phía trước hay không. Và cái tầm nhìn đó nó sẽ giúp cho cái vị ấy không có nhìn tầm bậy. Sẵn là sư nói luôn, hồi sáng ngày hôm nay đi khất thực, khi mà sư đi ngang qua một cái, sư không biết đi ngang cái đó là cái gì, sư không biết, tại vì sư không có nhìn qua thì sư không biết nó là cái gì. Nhưng mà khi mà sư nhìn thẳng như vậy nè, có một cô sư cũng không biết là già hay trẻ, nhưng mà cổ mặc đồ ngủ, cổ bưng một cái gì đó mà có lẽ là cái nồi, tôi nghĩ có lẽ là cái nồi hoặc là cái thau, cái chậu, thì có bưng ra đấy, có bưng ra, ra ngay trước mặt cái là sư đang đi ở đây, thì có bưng ra ở kế bên, cái bưng ra kế bên, rồi cổ xoay, cổ đưa nguyên cái bàn tọa vô cho mình ấy, đưa nguyên cái bàn tọa cho mình, rồi cổ đổ nước. Thì cái nhiệm vụ của một cái vị tu sĩ khi đó là cái gì?
Đương nhiên là còn là phàm thì cái tâm tham dục nó vẫn còn đó, anh phải cẩn thận, anh phải cẩn thận vô cùng. Thì vì ấy chỉ đơn chỉ làm một cái chuyện là thu thúc sáu căn lại, có nghĩa là sao? Mắt vẫn tiếp tục nhìn trước mắt và đi, và đi vẫn đi tiếp, chứ không có liếc qua, anh chỉ cần liếc qua một cái là anh chết. Nó có hai lý do, thứ nhất là đường thì nó đông người, anh chỉ cần anh cặp mắt anh liếc qua một cái anh nhìn ấy, có khi người đi đường ấy, người đi đường họ sẽ vỗ tay, á cái ông này ông tu hành cái gì, trời ơi, thấy gái đưa mông là ông nhìn liền. Đó là cái bậy, đó là cái bậy. Cái thứ hai đó là khi mà mình nhìn ấy thì tâm tham dục của mình nó sẽ khởi lên. Anh đừng có nói với tôi anh nhìn bằng một nội tâm bất nhiễm nha. Nếu như cái nội tâm anh bất nhiễm mà đương nhiên anh sẽ không nhìn, chứ đừng có nói như là một cái vị trưởng lão ngày hôm qua gọi điện nói chuyện với vị trưởng lão, vị ấy có nói là đôi khi chúng ta đi lừa mình riết nó quen, sống giả dối riết quen, và nói chuyện riết thì cũng học luyện ra được một cái việc, đó là nói dối không biết ngượng miệng đấy. Cho nên nó đừng có nói với sư là nhìn bằng một cái nội tâm bất nhiễm thôi, thì tự gì chơi với mình đi ha, đóng YouTube và đóng điện thoại, đóng máy tính, là tự quý vị chơi với quý vị đi ha, không tiễn, nhà rác còn nhiều phải dọn. Cho nên mình đã biết cái việc chỉ cần mà mình liếc qua một cái hoặc là mình chú tâm qua thôi thì nó sẽ là duyên cho các tâm bất thiện khởi lên. Nó ác cái là bây giờ khi mà sư nói như vậy thì có nghĩa là cái hình ảnh đó mặc dù là mình không cố ý mình nhìn nó, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn bám ở trong đầu, thấy kinh khủng chưa? Bản thân cái dục nó là một cái nó rất là kiên cố đấy. Cho nên chúng ta có đủ thứ lý do để chúng ta phải thu thúc sáu căn, bởi vì khi chúng ta không thu thúc sáu căn ấy, những cái đối tượng này những đối tượng kia nó sẽ là phiền não, nó tấn công chúng ta. Do đó chúng ta cần phải như một con rùa, gặp cái chuyện nguy hiểm thu thúc lại. Và đương nhiên là cái vị tu sĩ thì vị ấy sẽ có nhiều cái lý do hơn để mà vị ấy thu thúc sáu căn, còn đa phần người cư sĩ thì rất khó, bởi vì họ cảm thấy là ủa gái đẹp tôi có quyền nhìn chứ tôi đàn ông mà. Cái vấn đề là như vậy, người cư sĩ thì họ không có nhiều những cái sự ràng buộc như là người tu. Cho nên không phải là mình chọc mù con mắt. Và ngoài ra đấy, trong kinh Đại Bát Niết Bàn khi mà Ngài Ananda ngày hỏi Đức Thế Tôn là bây giờ sau này con phải đối xử như thế nào đối với người nữ, Đức Thế Tôn mà đừng có nhìn họ, quý vị thấy chưa, ngay cái việc đầu tiên Đức Thế Tôn nói là đừng có nhìn họ thì bản thân nó là thu thúc lục căn. Chứ Đức Thế Tôn không nói anh hãy chọc mù con mắt đi, Đức Thế Tôn nói là đừng có nhìn họ đấy. Do đó khi mà chúng ta không nhìn những cái không cần thiết, không dùng sáu căn của chúng ta để tiếp xúc những cái mà nó là duyên cho bất thiện ấy, thì chúng ta khỏe, chúng ta đỡ ghê lắm. Lúc đó chúng ta chỉ lo chúng ta xử lý bên trong mình thôi, chứ còn mà bên ngoài nó thì chúng ta đã đỡ được một phần rồi. Còn cái chuyện mà nếu đó là cái việc mà thu thúc sáu căn, quý vị nhớ dùm sư một điều như thế này: tùy mỗi đối tượng khác nhau, tùy mỗi hoàn cảnh khác nhau mà Đức Thế Tôn có những cái lời dạy khác nhau. Có những bài kinh ấy, có những đối tượng, có những trường hợp mà Đức Thế Tôn chỉ cần nói là hãy thu thúc sáu căn như vậy là đủ rồi. Bởi vì trong cái vòng tròn duyên khởi đó, 12 mắt xích, anh chỉ cần anh bỏ đi một cái mắt xích thôi, anh chỉ cần anh bỏ đi một mắt xích thôi thì cái vòng tròn đó tự nhiên nó vỡ. Cho nên có khi Đức Thế Tôn chỉ cần nói là hãy phá vỡ ngay chỗ sáu căn đó là đủ rồi.
Nhưng mà có chỗ thì Đức Thế Tôn không có đá động gì tới cái sáu căn, mà Đức Thế Tôn nói là khi mà các cái sáu căn này nó vốn gì nó không có lỗi, nhưng mà khi mà sáu căn này tiếp xúc với những cái đối tượng của nó đấy, nó sẽ sinh ra những cái cảm thọ mà chúng ta gọi là các xúc, sáu xúc ấy. Và chính cái cảm thọ này đấy, chúng ta phải xử lý nó, phải xử lý ngay chỗ các cái cảm thọ này. Xử lý như thế nào? Chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì các cái cảm thọ mà thọ nơi thân là thọ lạc hoặc thọ khổ, có nghĩa là dễ chịu hoặc khó chịu, hoặc thọ nơi tâm tức là thọ hỷ hoặc thọ ưu, cũng là dễ chịu hoặc khó chịu. Bản thân nó chưa là gì hết, bởi vì nó là quả, hay nó là tâm quả, nó chưa là gì hết. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không giải quyết ngay cái cảm thọ này đó, thì thọ nó sẽ duyên cho ái, chết là chết ngay chỗ đó. Cho nên anh phải giải quyết ngay cái thọ đó là gì? Khi cái thọ nó xuất hiện, chánh niệm tỉnh giác. Nhờ như vậy cái thọ nó sẽ duyên cho trí, chứ cái thọ nó sẽ không duyên cho ái. Đấy. Chứ còn mà quý vị nói là không bám chấp thì xin thưa, cũng như sư nói hồi nãy, bài kinh Ngài Minh Châu, Ngài dịch là Căn Bản Pháp Môn, Đức Phật nói là tất cả chúng sanh sống bằng sự tưởng tượng, còn là phàm phu thì sống bằng sự tưởng tượng. Ngay cả chuyện chúng ta học đạo, chúng ta cũng dùng cái sự tưởng tượng đó, chúng ta đem vào cái chuyện học đạo. Và chúng ta tưởng là chúng ta không bám chấp được, chúng ta tưởng như vậy. Chúng ta tưởng lấy một cái cảnh giới là chúng ta tiếp xúc với các pháp mà chúng ta không bám chấp với nó. Và xin thưa, cũng giống như ngày hôm qua sư nói với, nói chuyện với vị trưởng lão nói chẳng qua chúng ta lừa mình dối người thôi. Lừa người khác thiết quen, mình tự mình lừa mình luôn. Cho nên, cái phương pháp mà Đức Thế Tôn hướng dẫn ấy, không phải là chúng ta dùng cái trí tưởng tượng để chúng ta tưởng tượng ra một cái cảnh giới gọi là không bám chấp vào các cái lạc thú giác quan, các cái cảm thọ. Bởi vì cái đó là cái quả, là cái kết quả của một vị thánh đệ tử. Chứ còn chúng ta toàn là xài cái trí tưởng tượng không thôi. Đấy. Thành ra đó, cái phương pháp mà chúng ta cần phải làm đó chính là gì? Là giữ gìn một đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Nhờ như vậy đó, khi các xúc nó xuất hiện, chúng ta sẽ giải quyết nó. Xúc nó duyên cho trí, chứ xúc nó không duyên cho ái. Còn quý vị mà vẫn tiếp tục dùng cái sự tưởng tượng của quý vị mà tưởng tượng ra một cái cảnh giới là không bám chấp vào các pháp, thì sự cảnh báo trước là coi chừng. Chúng ta tu bằng một cái trí tưởng tượng, và chúng ta đắc bằng một cái trí tưởng tượng, và chúng ta sẽ đến một lúc nào đó mình tưởng là chắc mình cũng gần gần với thánh rồi đó. Thì coi chừng nha, coi chừng nha. Cái vị Hương Trần thì vui lòng gửi câu hỏi vào trong cái đường liên kết mà sư đã chèn ở trong cái phần mà mô tả ha. Tại vì chúng ta có ưu tiên thứ tự trước sau, chứ không lý do gì người ta tới trước mà sư không trả lời người ta mà sư trả lời quý vị thì nó kẹt quá.